Xin chào quý vị và các bạn. Tôi đến từ công ty cửa Nam Window. Hôm nay tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn mẫu cửa sổ mở quay hai cánh sử dụng rồ pha sinh pha nhập khẩu màu xám ghi. Phụ kiện cho bộ cửa sổ này thì chúng tôi sử dụng hãng Draho, gồm có 4 bản lề chữ A, một bộ tay nắm khóa chốt đa điểm và hai bộ chốt đẩy cánh phụ loại dài. Sau đây tôi sẽ quay đóng mở và giới thiệu chi tiết những cái linh kiện để quý vị xem qua. Bộ cửa này thì có kích thước chiều cao khá cao nên phần tay nắm chúng tôi sẽ đưa xuống dưới. Đây là tay nắm cửa sổ và quay tay nắm. Đây là phần chốt đa điểm hãng Draho. Tay nắm hãng Draho thì nhìn rất là chắc chắn, cầm chắc tay, mẫu mã cũng khá là đẹp. Đây là chốt đẩy. Đây là phần vẫu hãm của chốt đa điểm, chốt đẩy bên dưới, chốt đẩy bên trên. Đây là bản lề chữ A được làm bằng inox 304. Toàn bộ những cái linh kiện phụ kiện thì công ty chúng tôi đều sử dụng là vít inox để tránh bị reset. Sau đây tôi sẽ đóng lại cửa này. Bộ cửa này thì có kích thước chiều cao là 1m7 và ngang là 1m4. Đây là màu xám. Sau đây tôi xin kết thúc video này. Nếu quý vị có nhu cầu làm cửa nhôm sinh pha, xin vui lòng liên hệ đến hotline 0933626060 hoặc truy cập vào website cửa nhựa nam window.com. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi.